Tập 5, hàng ngày L-19 lên quần lượn rồi gọi phản lực lên đánh bom. B-52 đánh trúng đội hình trú quân của tiểu đoàn 9, may mà hơn 8 giờ sáng, bộ đội đã ra mặt đường chỉ còn lại anh em hậu cần và ốm yếu ở nhà. Thế mà vẫn có 17 đồng chí hy sinh và hàng chục đồng chí bị thương. Con đường hoàn thành cũng là thời điểm địch bắn phá ác liệt. Một đêm, lệnh của cấp trên cho trung đoàn nhanh chóng vượt sông đến Hải trước lúc trời sáng để tránh B-52 thế nhưng đường lại chưa bàn giao cho lực lượng công binh. Trung đoàn quyết định tôi và 7 chiến sĩ ở lại, sáng hôm sau đi kiểm tra đường và vào tận cam lộ để bàn giao đường cho đơn vị bạn. Đây là nhiệm vụ khó khăn, ác liệt có thể tất cả chúng tôi bị hy sinh vì B-52, cấp trên cho biết tất cả các vị trí trú quân của các đơn vị đều nằm trong tọa độ B-52. Đơn vị rút đi, tôi gọi mấy anh em lại động viên, rồi tìm mấy cái hầm tốt nhất của ban chi huy tiểu đoàn mắc võng ngủ sáng ra tôi đi từng hầm đánh thức anh em dậy và phổ biến nhiệm vụ. Chúng tôi xuống mặt đường đi thẳng về phía cam lộ, nếu có đoạn nào hư hỏng thì khắc phục sửa chữa để bàn giao cho đơn vị bạn. Chúng tôi đi được một đoạn khá xa thì gặp anh em công binh đi từ cam lộ ra. Tôi trao đổi với họ, con đường từ Mo đến cam lộ, trung đoàn chúng tôi đã làm xong. Sáng nay anh em chúng tôi đi từ ngoài đó vào đây đường tốt không bị sạt lở chỗ nào cả các anh đi từ trong đó ra tới đây có thấy đoạn nào hư hỏng không? Các đồng chí công binh trả lời, đường tốt, an toàn. Theo thông báo của trên ngày hôm nay địch sẽ cho B-52 đánh trên con đường này. Nên trung đoàn chúng tôi, tối qua đã vượt qua sông Bến Hải. Trung đoàn giao cho anh em chúng tôi, sáng nay đi kiểm tra và vào cam lộ để bàn giao cho các anh. Nếu các anh thấy đường tốt thì chúng tôi xin bàn giao lại cho các anh quản lý. Đoạn từ đây ra tới mo các anh không phải kiểm tra nữa đâu, vì chúng tôi đã kiểm tra rồi. Thế rồi chúng tôi hai bên giao nhận, anh em công binh quay về cam lộ còn chúng tôi tìm đường ra bắc. Chúng tôi mới đi được chừng 30 phút thì thấy một chiếc L19 lên quần lượn. Tôi hô anh em, không đi theo mặt đường nữa mà nhanh chóng vượt qua đồi bên kia. Ta cứ cắt thẳng làm sao cách xa con đường này hai đến ba cây số, rồi cắt đường đi ra bắc. Bám mặt đường này thì sẽ bị máy bay B52 đánh ngay. Mấy anh em chúng tôi vượt qua hai quả đồi qua hai thung lũng. Cách con đường khoảng 3 km thì dừng lại lấy sức để tìm đường ra Bắc. Đúng như dự kiến của tôi, chỉ hơn 1 giờ sau ba chiếc B52 lên giải bom dọc theo đường vừa làm và các điểm trú quân của trung đoàn. Anh em ai cũng hú vía nói không nghe anh hợi, cứ đi theo đường bằng thì chắc là chẳng còn ai sống sót. Tôi thì nghĩ, không hiểu anh em công binh mình có dính bom không. Mấy anh em chúng tôi tiếp tục cắt đường đến gần tối thì gặp sông Bến Hải. Chúng tôi theo dòng nước chảy xuống hạ lưu khoảng một giờ thì gặp binh chạm mo, anh em binh chạm chỉ đường cho chúng tôi về đơn vị. Về gặp trung đoàn, ai cũng mừng vì tưởng chúng tôi đã dính B-52. Chúng tôi về lại tiểu đoàn và tiếp tục hành quân về xã Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình để chú quân huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Xã Đức Trạch chạy dài, nằm sát theo bờ biển. Dân ở chỉ cách bờ biển khoảng 100 mét. Những năm chiến tranh, ở đây ác liệt lắm dân đi sơ tán mới về dựng nhà ở tạm để làm nghề trài lưới ngoài biển. Nhà cửa chật trội, nhưng nhà nào cũng nhận cho 2 đến 3 bộ đội vào ở. Họ dành chỗ tốt nhất cho bộ đội nằm, hàng ngày họ đi đánh cá, được con cá, con tôm nào ngon thường đem biếu bộ đội. Biết ban chỉ huy chúng tôi ở trong nhà anh Toán, trạm trường y tế xã không đi biển, nên các gia đình xung quanh mỗi khi đi biển về đều cho. Con mang tôm, cá ngon sang biếu. Có hôm có nhà cho cả con cá thu đến vài cân. Có nhà cho ba bốn con tôm hùm to bằng cẳng tay. Mỗi người chi ăn một con là ngán vì mỗi con nặng tới 5 đến 7 lạng. Không hiểu có được cán bộ địa phương phổ biến không, mà tôi thấy nhà nào cũng tranh thủ quan tâm, chăm sóc bộ đội. Tôi đoán chắc họ cũng hiểu đơn vị chúng tôi vừa ở chiến trường ra, và nay lại đang huấn luyện để chuẩn bị đi bê dài. Kể từ ngày về công tác tại Trung đoàn 271 cho đến nay, tôi mới thực sự hiểu biết nhiều hơn về con người và mảnh đất quân khu 4. Đặc biệt là Nghệ An quê mình, từ lúc lớn lên cho tới khi đi bộ đội, tôi chỉ biết xã mình, huyện mình và một phần thành phố Vinh, ngay cả bến Thủy vẫn chưa tới. Chỉ có mấy tháng về Trung đoàn 271, tôi đã cùng đơn vị hành quân diễn tập hầu như khắp các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành rồi miền Tây Quảng Trị và một số huyện của tỉnh Quảng Bình. Đầu tháng 9, đơn vị cho anh em đi phép về thăm nhà 15 ngày, để vào an dưỡng đi bê giải. Chúng tôi thường nói đùa nhau về tình yêu của lính. Chỉ 15 ngày phép mà cả trung đoàn có đến mấy trăm đồng chí vừa yêu, vừa hỏi, vừa cưới. Tôi cũng nằm trong số đó. Tôi thật sự khâm phục tinh thần của chị em phụ nữ. Biết người lính ra trận có mấy ai được về và được trở về cũng liệu còn nguyên vẹn, thế mà họ vẫn yêu, vẫn cưới để làm vợ lính. Sau chiến tranh, chúng tôi kiểm lại, có trên 70% trong số chị em đó có chồng là liệt sĩ. Chiến tranh nhiệt ngã, sự hy sinh mất mát của phụ nữ việt nam nói chung và những người vợ lính trung đoàn chúng tôi là không gì bù đắp nổi tổ quốc dân tộc tôn vinh họ là những phụ nữ việt nam anh hùng đất nước có chiến tranh người thiệt thòi nhất mất mát nhiều nhất là phụ nữ những người quả phụ sau chiến tranh cuộc sống đã đưa đẩy họ mỗi người một số phận nhiều chị đã có con ở cái tuổi rất trẻ nhưng họ vẫn ở vậy thờ chồng nuôi con người may mắn hơn thì đi bước nữa nhưng người ta thường nói rổ giá cặp lại có mấy ai tròn chỉnh như cuộc tình đầu. Có nhiều chị, cứ hy vọng chờ đợi người thân của mình còn sống trở về. Nhưng chiến tranh đã lùi xa thời gian đâu có dừng lại tuổi xuân. Chị em cứ chờ đợi dù là chờ đợi trong tuyệt vọng. Nên mới có chuyện làng lòi ở huyện Yên Thành, Nghệ An. Nơi hội tụ mấy chục chị em không chồng, không còn ở với nhau. Trong số họ có cả vợ các liệt sĩ trung đoàn chúng tôi. Từ ngày 10 tháng 11 năm 1971 trung đoàn thông báo chính thức lịch hành quân, di chuyển cho các đơn vị. Các đơn vị theo lịch lần lượt rời khỏi khu vực trú quân ở huyện Bố Trạch. Đến đây, bộ đội được bổ sung lương thực, thực phẩm và hành quân ngược về phía Tây theo đường mòn Hồ Chí Minh vào Nam chiến đấu. Khi ở B5 ra, tôi được trung đoàn điều động và quyết định về làm chính trị viên đại đội 4, đại đội hỏa lực của tiểu đoàn 8. Đại đội tôi có 103 người được trang bị hai khẩu cối 82, một khẩu 12 ly 7, hai khẩu đại liên, hai khẩu Dkz 82 và năm khẩu B 41. Trung đoàn 271 là đơn vị thực binh đi bê dài, được trang bị đầy đủ súng đạn và các phương tiện kỹ thuật. Đi đến đâu gặp địch là có thể tác chiến được ngay. Do vậy bộ đội hành quân mang vác rất nặng từ 30 đến 35 kg, các đơn vị hỏa lực có thể hơn 40 kg. Đường Trường Sơn đối với anh em là mới lạ, vì họ lần đầu mới được đặt chân đến đây. Còn tôi thì đây là lần thứ ba đi trên con đường này. Nhưng lần này khác hoàn toàn với hai lần trước, trước đây là chiến sĩ, nay tôi đã là chính trị viên đại đội. Ngày 12 tháng 11 năm 1971, chúng tôi rời cự nấm, Quảng Bình. Đây là ngày chính thức đi bê của tiểu đoàn 8, biết bao tình cảm quyến luyến gia đình, vợ con, quê hương, đặc biệt là tình cảm với người dân Quảng Bình. Nhiều người dân ở xã Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình đã đi bộ. Hàng mấy chục cây số lên đây để tiến chân bộ đội lệnh hành quân đã bắt đầu, quân dân quyến luyến tạm biệt nhau. Không biết ai khởi sướng mà cả đơn vị hô vang, tạm biệt miền Bắc. Tạm biệt quê hương, hẹn ngày chiến thắng gặp lại. Tất cả vì miền Nam thân yêu, tất cả vì giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc. Bộ đội hành quân liên tục mấy tháng trời, vừa đi vừa huấn luyện quân sự, vừa rèn luyện thể lực mang vác nặng, leo đèo, lội suối. Những ngày đầu hành quân thật vất vả, mũi miệng thi nhau thở đại đội tôi có đến một phần tư quân số là sinh viên đại học Vinh, hầu hết anh em đang học giờ năm thứ hai. Có nhiều đồng chí con quan chức ở thành phố, ăn uống sinh hoạt có điều kiện hơn, ít lao động nặng nhọc như các đồng chí ở nông thôn. Bây giờ bước vào cuộc trường trinh này thật sự là một thử thách lớn đối với anh em. Nếu không có sự giác ngộ cao về lý tưởng thì không thể vượt qua được. Tôi cũng hết sức thông cảm và chia sẻ với anh em, vì liên hệ từ mình mà ra. Tôi lúc đó mới 24 tuổi, cái tuổi cường tráng được rèn luyện thử thách như vậy mà đi vẫn thấy bở hơi tai. Còn anh em thì quá trẻ, lại ngồi trên ghế nhà trường mới được tập luyện có 6 tháng. Qua một ngày hành quân, sáng hôm sau, trước khi đi tôi tập trung đơn vị, đánh giá, nhận xét, biểu dương những cá nhân, tập thể có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần giúp đỡ nhau để về chạm đúng thời gian quy định. Đồng thời động viên nhắc nhở một số cá nhân chưa thật sự cố gắng để bám đội hình. Hồi đó tôi trí nhớ khá tốt, hàng ngày cứ nghe mấy bản tin thời sự phát trên đài phát thanh, nhất là những tin chiến thắng trên các chiến trường là tôi nhớ lại gần như toàn bộ. Mỗi buổi sáng sau khi nhận xét kết quả hành quân hôm trước, phổ biến kế hoạch trong ngày là tôi lại nói chuyện thời sự, toàn những tin nóng hổi nên anh em rất phấn khởi, tạo nên một không khí mới làm xua đi nổi vất vả, nhọc nhằn. Rồi chúng tôi phát động thi đua từng cá nhân, tiểu đội, trung đội, đăng ký hành quân giữ đúng đội hình về trạm gọn nhất, và đảm bảo 100% quân số đến tận chiến trường chiến đấu được ngay. Miền Bắc cứ lùi xa dần, đoàn chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu núi đèo, qua biết bao nhiêu trọng điểm ác liệt, qua biết bao nhiêu khu rừng lạ. Rừng ở đông Trường Sơn, cây to sen lẫn cây nhỏ nên trông rậm rạp. Sang tây Trường Sơn rừng cây to thưa, khô giáo, khe suối nhiều nơi đã cạn kiệt, trơ ra toàn sỏi đá. Có khi đi hai ba ngày toàn rừng sang lẻ, cây to, cao, thẳng, thân vỏ trắng và đẹp như da báo, có những cái banh chìa ra 2-3 mét. Đã có nhiều đoàn đi qua đây, nhiều người dùng dao găm khắc vào cây biệt xanh của đoàn, có cả những câu ca dao, những bài thơ ngắn, những địa chi. Qua Nam Lào, về Tây Nguyên, rồi qua đất Căm Phu Chia. Chúng tôi đã đi qua những rừng lỗ ô, rừng le, rừng khộp. Khộp là loại cây to, cao, mọc thưa, về mùa khô lá rụng hết, đi dưới rừng mà nắng như đi trên đường trống vậy. Qua thông báo thời sự, Tôi biết được thế mạnh của anh em sinh viên nên đại đội phát động làm thơ ca, hò vè, sướng, hỏa. Chúng tôi giao chỉ tiêu cho các trung đội, thế là sáng nào sau phần của đại đội anh em lên thay nhau đọc thơ, sướng, hỏa. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ với khẩu hiệu, tiếng hát át tiếng bom, mà đơn vị tôi hành quân được hai tháng vẫn chưa một người nào phải khiêng cáng. Quân số vẫn đảm bảo 100%. Có một số đồng chí yếu đau được anh em san sẻ tư trang, súng đạn rồi tự chống gậy đi. Tâm lý của anh em là sợ ốm phải gửi vào trạm, vì anh em trong tiểu đoàn 8 chúng tôi ngoài tình đồng chí, đồng đội thì còn tình đồng hương. Anh em toàn là người cùng xã, cùng huyện, một số anh em con chú, con bác nên rất sợ xa nhau. Khi đơn vị đi hết địa phận B3 thì được chuyển tiếp sang binh trạm 470 Nam Bộ, từ đây các điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần được cải thiện nhiều đường hành quân đi qua các tỉnh của Campuchia bằng phẳng, địa hình trống trải, có nhiều trạm phải đi đêm. Những đồng chí ốm đau, yêu cầu gửi vào trạm sẽ được chăm sóc chu đáo. Có trạm đã có rau xanh, cá khô, đậu xanh cấp cho bộ đội. Tôi có kinh nghiệm vì đã vào ra trên đường Trường Sơn hai lần. Trước khi đi B, tôi động viên anh em có bao nhiêu tiền mua hết thuốc B1, polyvitamin, chứ đường sữa thì mang nặng, ăn lại mau hết. Hai loại thuốc B1 và polyvitamin trợ sức rất tốt, nên trên đường hành quân, đại đội tôi mang vác nặng mà quân số đảm bảo, lúc nào cũng dẫn đầu tiểu đoàn và được tiểu đoàn biểu dương liên tục. Anh em các đại đội khác thường gọi đại đội 4 là đại đội Polyvitamin. Trước khi đi B, lúc về phép, tôi xuống gặp chị Nhơn, chị con bác tôi. Chị Nhơn bán hàng giải khát ở Vinh, tôi xin chị khoảng nửa cân bột chanh khô. Chị bảo đây là bột chanh hóa học, bọn chị là nhân viên bán nước chanh mà trả dám uống. Tôi bảo bọn tôi là lính kể gì, hành quân hai ba tháng làm gì có rau, thỉnh thoảng tìm được cây bứa, người trước thì hái lá non, người sau hái lá già, người sau nữa đẽo cả vỏ về nấu. Cây bứa từ quả, lá và vỏ đều chua, anh em đem về nấu với nước lá bỏ tí mì chính, xí muội thế là được bữa canh ngon lành. Thỉnh thoảng tôi cho mỗi trung đội vài thìa cà phê bột chanh là có thể nấu được một nồi 20 canh chua. Còn đại đội bộ thì dùng thường xuyên. Chỉ trường ấy bột chanh mà tôi phân phối ăn rẻ cho cả đại đội vào tận binh trạm 470 mới hết. Những ngày hành quân trên đường Trường Sơn, bộ đội biết bao thiếu thốn, mỗi ngày ăn bảy lạng gạo mà vẫn đói vì lao động nặng nhọc, ăn cơm với mắm kem, uống nước suối. Có một bữa anh em tìm được một nắm rêu mọc trên những tảng đá dọc suối mang về nấu ăn. Tôi hoảng hốt kêu, các cậu ăn thế này mà chết à? Một cậu nhanh miệng nói, bọn em hỏi đồng bào dân tộc rồi, họ bảo ăn được, không chết đâu, con heo đồng bào ăn được thì người cũng ăn được. Trên chặng đường hành quân xảy ra hai chuyện. Từ đó đến nay đã hơn 45 năm rồi mà tôi vẫn nhớ. Cứ mỗi lần chúng tôi gặp nhau, anh em lại nhắc lại và cười ra nước mắt. Vụ thứ nhất là, như thường lệ sáng ra, chúng tôi tập trung đơn vị để sinh hoạt. Bữa ấy tôi thấy trung đội Đại Liên do đồng chí Quang quê ở Quảng Bình làm trung đội trưởng, cả trung đội mang vác cổng cành, ba lô căng phồng mà tư trang quần áo, chăn màn thì gói ni lông mang ngoài, có cậu gánh một đầu hòm đạn và một đầu tư trang. Có một đồng chí giao liên ở trạm xin gặp ban chỉ huy đại đội. Không hiểu lý do gì, tôi ân cần tiếp đón. Đồng chí giao liên nói: "Tối qua bọn em mất sạch một vườn rau cải hơn một tạ rau, có lẽ anh em chiến sĩ của thủ trưởng lấy." Tôi hỏi: "Vườn rau ở đâu? Cách đây có xa không?" "Cách đây khoảng 40 phút, bên đồi bên kia." Tôi nói: "Thực sự thì tôi không biết, hôm qua trạm hơi xa, anh em tôi mãi 5 giờ chiều mới thu quân hết rồi lo kiếm củi nấu ăn là tối." còn thời gian và sức đâu mà đi tìm rau mà vườn rau các đồng chí làm xa và kín thế anh em tôi làm sao biết được hơn nữa đồng chí nói mất cả tạ rau anh em ăn làm sao hết và có dấu vết gì đâu có lẽ đồng chí giao liên biết anh em ta bỏ ba lô nên danh mãnh đề nghị thủ trưởng cho khám ba lô tôi nói ngay việc khám ba lô tư trang cá nhân là quyền của chúng tôi người ngoài đơn vị không được quyền làm việc ấy thời gian hành quân đã đến rồi mong đồng chí thông cảm đồng chí giao liên bực tức ra về, đơn vị tiếp tục hành quân, trung đội đại liên hết sức vất vả vì quá nặng, nhìn thái độ anh em tôi linh, tính, có lẽ trung đội hai tối qua đã đi lấy cắp sau. Vì chưa kịp ăn, còn mang theo, nên đã bỏ vào ba lô còn đồ đoàn đùm lại đeo bên ngoài. Chiều tối nhập trạm xong, tôi xuống các trung đội kiểm tra như thường ngày. Đến trung đội 2, thấy mấy chiếc ba lô to cồng cành, anh em mệt quá nên còn vứt ngổn ngang, tôi nói đùa đồng chí Quang, trung đội trưởng quang ơi cho anh em tháo rau ra đi không thì hỏng hết đấy quang trả lời rau đâu ra thủ trưởng tôi chỉ tay vào mấy chiếc ba lô và nói cậu lừa được giao liên chứ làm sao qua được mất tôi quang không sao biện bạch được đành thú nhận lúc sáng nếu thủ trưởng cho khám ba lô thì bọn em không có đất đâu mà chui bọn giao liên nó nghi ngờ bọn em bỏ rau vào ba lô cậu tưởng mình là trẻ con hay sao tôi tỏ vẻ thông cảm nói nếu là mất vũ khí khí tài thì tôi cho kiểm tra chỉ có mấy ký rau thì ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới làm sao mà mình lại nghe mấy lời đề nghị của họ làm lính như họ thì quá sướng ở phía sau ăn rồi làm gì mà không trồng rau tôi giả vờ cởi mở với việc làm sai trái của quang thế rồi quang bộc bạch ra hết quang nói chiều qua có cậu dũng đau chân bị tụt lại sau khi bọn em đến trạm quay lại đón dũng thì thấy một anh giao liên đi từ hướng ấy ra có mang theo mấy mớ rau cải Tối đến bọn em nghĩ nhất định chạm họ trồng rau hướng đó, vì chồng gần sợ bộ đội ta lấy. Nghĩ vậy em cho bảy người tổ chức đi về hướng ấy, không ngờ 9-10 giờ đêm anh em vác mỗi người một bó rau to về. Ban đêm nấu thì sợ ánh sáng, sáng nay anh em mới ăn một ít, còn lại anh em bỏ vào ba lô, đồ đoàn thì treo ở ngoài. Ngày hôm nay trung đội em hành quân mệt muốn chết, nhưng anh em đều cố gắng không dám kêu sợ bị lộ. Tôi bảo Quang thôi tháo rau ra chia cho toàn đại đội mỗi người ăn một tí gọi là cái lộc của anh Quang. Nói đến cái lộc của anh Quang, hắn hốt hoảng xin lỗi thủ trưởng mấy tháng nay bộ đội mới được ăn một tí rau. Việc làm của Quang nếu ở miền Bắc hoặc ở vị trí khác thì đáng phải phê bình, kiểm điểm nhưng rồi chúng tôi chỉ nhắc nhở tuyệt đối không được tái phạm nữa, đó là rau của lính chứ rau của dân thì kỷ luật cả nút. Chuyện thứ hai, hôm hành quân trên đất Tây Nguyên gần giáp với đất Campuchia, chạm cuối cùng để nhập vào binh trạm 470, Bộ đội nghỉ một ngày để đi lấy gạo và thực phẩm. Gần tối tôi đi động viên và kiểm tra đơn vị, khi tới tiểu đội 10, tiểu đội B41, do Lê Quảng Ba làm tiểu đội trưởng, tôi thấy anh em rất vui vẻ tranh nhau mời thủ trưởng ngồi xuống võng chơi. Tất cả nhằm ngăn không muốn cho tôi xuống chỗ bếp nấu ăn. Nhưng việc kiểm tra nơi ngủ, nghỉ, ăn uống là việc thường nhật của tôi. Tôi nhìn vào bếp thấy nấu hai nồi cơm to, một nồi 20 và một nồi 10 thông thường tiểu đội này mỗi bữa ăn nấu một nồi mười chưa đầy tôi hỏi ngay các cậu nấu cơm cả ngày mai hay sao mà nhiều thế như thế này là không được đơn vị đã quy định trên đường hành quân bộ đội ăn hai nóng một nguội có nghĩa là buổi trưa bộ đội phải ăn cơm nắm sao các cậu lại làm thế này tôi nhìn vào đầu giá để ba lô mỗi người một ruột tượng gạo đầy căng tôi nghĩ ngay có lẽ các cậu này khi đi lấy gạo đã vào kho ăn cắp được gạo tôi chi nhìn mà không nói gì hết thế rồi đồng chí ba, tiểu đội trường tự thổ lộ. Khi đi lấy gạo bọn em đã vác trộm được một bao gạo 70kg. Một mình đồng chí yên cõng từ ngoài kho về đây chót lọt, nên anh em bàn cho anh em ăn một bữa thật no vì đã mấy tháng đói rồi. Các cậu nấu vậy ăn làm sao hết? Ba nói anh em còn đòi nấu một người một kg nhưng em chỉ cho nấu mỗi người bảy lạng. Khoảng 8 giờ tối, tôi bấm đèn pin xuống kiểm tra xem có anh nào bị bội thực không. Ba bộ, bạch anh em ăn hết sạch trơn còn đòi ăn nữa, chính trị viên cứ yên tâm. Những chuyện đã qua đi mấy chục năm thế mà mỗi khi anh em gặp nhau, nhắc lại. Anh em đều thừa nhận cách xử lý của tôi khi ấy là thấu lý, đạt tình. Đầu tháng 2 năm 1971, đơn vị đã đi qua hai tỉnh Campuchia là Nata Gazi và Mondongazi. Tới tỉnh Công Pong Tràm, bộ đội phải hành quân đêm vì đường hành quân bằng phẳng, chống trải, qua nhiều đường dân sinh ngang dọc, qua nhiều phung sóc có một số làng Việt Kiều và Hoa Kiều. Đêm hành quân, ngày bộ đội chú quân trong rừng cao su bỏ hoang nhiều năm không ai khai thác. Có những rừng cao su đã già cỗi, trồng từ những năm 1938, có những cây cao to hai người ôm không xuể. Xong cũng có những rừng mới trồng được 9, 10 năm. Đầu mùa xuân và cũng là giữa mùa khô, cây cao su đổ lá đã nảy lộc, dưới đất lá cao su dày đến cả gang tay đi cứ lột sộc như đi trên chiếc bánh đa khô. Bộ đội đi từ Bắc vào đây phải qua nhiều loại rừng, dốc cao, khe suối, sông ngòi nay được mắc võng nghi trong rừng cao su sẽ rất thoải mái. Những hàng cao su thẳng tắp trông thật lãng mạn. Khi hành quân đến Cần Ché, Ca Gia Chê, bên bờ sông Mê Công, tôi cảm thấy một không khí hòa bình thực sự. Bên bờ sông Phố Xá, nhà hàng thắp đèn măng sông sáng như đèn điện. Dân buôn bán ở đây chủ yếu là Hoa Kiều và Việt Kiều. Dân Việt Kiều gặp bộ đội miền Bắc họ tranh nhau hỏi về quê quán. Việt Kiều ở đây hầu hết quê ở Thái Bình, Nam Định. Họ đi phu đồn điền cao su cho Pháp, sang đây từ những năm năm 1938 đến năm 1940. Năm 1970, khi chính quyền Si Ha bị lật đổ, người trồng và khai thác cây cao su bị thất nghiệp, họ chuyển sang sản xuất lúa và buôn bán. Từ Cần Ché, đơn vị có đêm hành quân bằng đường thủy. Bộ đội ngồi trên phà do một chiếc cano kéo đi dọc dòng Mê Công. Ngồi trên phà, Nhìn hai bên bờ sông nhiều nhà hàng buôn bán, bến cá, đèn mang sông sáng như đèn điện đường phố. Trên sông nhiều thuyền của ngư dân đánh bắt cá bằng nhiều loại phương tiện như lưới, câu, trễ, xúc. Trên mỗi thuyền đều có đèn thắp sáng nên nhìn mặt sông rộng mênh mông, đèn sáng như sao trông thật kỳ thú. Có ai biết nơi đây từng là một chiến trường ác liệt, đẫm máu? Trận càn Gian Sơn City năm 1967 của quân Ngụy Sài Gòn và trận càn năm 1970. Fiji si Ha bị lật đổ. Hai trận này, quân Sài Gòn đã đưa lên đây mấy vạn quân, có hàng trăm xe tăng, xe cơ giới và có hàng trăm chiếc máy bay yểm trợ nhằm quét sạch quân giải phóng, cứu nguy cho chính quyền Lon Non. Dấu tích để lại là nhiều làng, nhiều đồn điền cao su dân bỏ chạy không quay về nữa. Nay trở thành hoang vắng và công nhân cao su không có việc làm, thất nghiệp. Phà chạy trên sông mấy chục km thì cập bến, chúng tôi rẽ về phía trái của dòng sông và cũng chẳng biết đây là địa phận nào cập bến đã quá nửa đêm, dân Hoa Kiều, Việt Kiều và cả dân Campuchia ra đón tiếp rất đông. Không ai tổ chức, dân tự phát, không cờ, đèn, trống. Các ông, bà già là chính đứng thành cụm ba bốn người, dọc hai bên đường, họ đưa một thúng thuốc lá cuộn bộ đội đi qua phát cho một người hai điếu. Có chỗ thì họ mời nước, mỗi người đi qua đưa cho một bát nước. Bộ đội chỉ dừng lại mấy giây uống nước, từ đầu tới cuối hàng quân, ai cũng được hưởng lộc của dân như vậy về tới trạm có đồng chí đưa ra đếm được 20 điếu thuốc lá cuộn. Xa miền Bắc mấy tháng, nay được điếu thuốc lá cuộn anh em mừng lắm. Từ đây các trạm giao liên đường dây 559 và 470 đã hoàn thành nhiệm vụ đưa trung đoàn bộ binh 271 bản giao cho bộ chỉ huy miền. Trung đoàn 271 được bổ sung cho quân khu miền Đông Nam Bộ thuộc bộ chỉ huy miền trực tiếp chi huy quản lý và chính thức hoạt động trên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ. Đơn vị hành quân thêm mấy ngày nữa thì tới khu vực gọi là đại bản doanh của quân giải phóng. Đây vẫn là đất Cam Phu chia tiếp giáp với hai huyện Lộc Ninh tỉnh Phước Long và huyện Tân Biên Tinh Tây Ninh. Khu vực này trước đây là hậu cứ của Bộ Chi Huy Miền và các đơn vị như Sư 9, Sư 7, Sư 5. Có nhiều con đường mòn cắt qua, cắt lại ngang dọc, nhiều hầm hào kiên cố, nhiều nhà và kho tàng lập lá trung quân kết lại trông rất đẹp. Lá trung quân chi to bằng bàn tay, dài khoảng 20 phân, loại lá này chịu mưa, chịu nắng. Nhà lợp lá Trung quân 5 đến 7 năm không mục và lại chống cháy rất tốt. Lá khó cháy và chỉ cháy âm ỉ, không bốc lửa như các loại lá khô khác. Ở đây có nhiều giếng đào sâu hơn 20 mét, lá khô đã đổ xuống dày hàng mét nước đen như hắc ín, thế mà bộ đội vẫn múc lên ăn và uống vì cả vùng này không có suối. Vùng này là rừng già nguyên sinh, cây to, cao nhưng thưa, phía dưới cây nhỏ bàng càng tay, càng chân thì dày đặc, kín đáo cho bộ đội trú quân. Bên cạnh đội hình chú quân có một con đường vận tải chiến lược, đường rộng khoảng 2 mét. Đường mở quanh co, dưới tán các cây to nên rất kín đáo. Ban ngày, bộ đội hậu cần của miền cả nam và nữ đi thổ hàng trên con đường này. Khi đi, họ còng lưng đẩy xe hàng nặng hàng trăm cân. Khi về, xe không thì họ đạp xe chạy băng băng, vừa đi vừa trêu đùa nhau. Tiếng các cô gái miền đông ngọt như mía lủi. Chúng tôi là lính mới chẳng biết mô tê gì. Nghe phổ biến không được đi lại, không được quan hệ tiếp xúc với bên ngoài, tuyệt đối giữ bí mật phiên hiệu đơn vị từ Bắc vào. Nhưng không hiểu lý do gì ngày 18 tháng 2 năm 1972, tiểu đoàn 9 hành quân di chuyển bị máy bay L-19 lên quần đảo và gọi mấy chiếc trực thăng HU-1A lên bắn phá. Chủ yếu bắn dốc két và đê ca đinh chúng đội hình gây cho ta một số tổn thất. Trong số các đồng chí hy sinh, có đồng chí Khôi, chính trị viên đại đội 2, tiểu đoàn 9 quê ở Nghi Lộc ngày 19 tháng 2 năm 1972, trung đoàn đang đóng quân trên một tuyến đường xe thổ cũ. Gần sáng các đơn vị nhận lệnh của trung đoàn nhanh chóng hành quân di chuyển, địch sẽ đán B-52. Tất cả vị trí trú quân của trung đoàn đều nằm trong tọa độ oanh tạc của B-52. Các đơn vị đều hành quân trên một tuyến đường, lực lượng quá đông dẫn đến ùn tắc, tốc độ rất chậm. Tiểu đoàn 8 chúng tôi hành quân được khoảng 20 phút thì tiểu đoàn 7 hành quân tới vị trí tiểu đoàn 8 tiểu đoàn 7 đang hành quân thì bị B-52 giải bom trúng đội hình. Biết tiểu đoàn 7 đã dính bom, trung đoàn huy động mỗi đơn vị 20 người quay lại giúp khắc phục hậu quả. Một mất mát to lớn, 35 đồng chí hy sinh tại chỗ và hàng chục đồng chí bị thương, số bị thương được đưa về tuyến sau cấp cứu, thêm một số hy sinh vì vết thương quá nặng. Qua trận B-52, tiểu đoàn 7 chi còn một vài đại đội mất sức chiến đấu, quân số thương vong hơn một nửa. Trong số hy sinh có đồng chí Hồ Xuân quý chính trị viên đại đội, quê Hưng Thắng, Hưng Nguyên, về đến vị trí mới, bộ chỉ huy miền phải lấy tiểu đoàn 5 tân binh đi từ Bắc vào cùng trung đoàn bổ sung cho tiểu đoàn 7, và tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn 5 tân binh hầu hết người nghi lộc, nghệ an. Như vậy, mới vào chiến trường chưa kịp đánh đấm gì mà hai tiểu đoàn kỳ cựu có truyền thống của trung đoàn đã bị thiệt hại nặng, nhất là tiểu đoàn 7. Tiểu đoàn 8 chúng tôi đóng quân tại một rừng cao su, gần làng 54 Việt Kiều. Bộ đội được ăn dưỡng 10 ngày, mỗi ngày 10 ria tiền cam phu chia. Bộ đội vừa nghỉ ngơi, vừa huấn luyện bổ sung và học chính trị. Cán bộ các cấp từ đại đội đến trung đoàn thì đi nghiên cứu chiến trường. Thời gian này, trung đoàn được bổ sung mấy chục đồng chí cán bộ từ đại đội đến trung đoàn, từ các sư đoàn 9, sư đoàn 5 về. Đây là đội ngũ cán bộ dày dặn kinh nghiệm hoạt động nhiều năm ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Bước đầu đã giải quyết được sự thiếu hụt đội ngũ cán bộ các cấp và sự bỡ ngỡ khi đơn vị được hoạt động ở một chiến trường mới lạ. Chiến trường đồng bằng đầy gay gâu ác liệt. Đại đội tôi được trên bổ sung đồng chí Huệ Quê ở Vĩnh Phú từ sư chín về làm chính trị viên phó đại đội, và đồng chí hứa trung đội trưởng cuối 82 được bổ nhiệm lên làm đại đội phó. Bộ đội ở đây mấy ngày sống thoải mái ăn uống khá đầy đủ, ra chợ mua cá, thịt, rau xanh. Chuối và đu đủ thì có cả mấy đồn điền rộng hàng chục hecta. bộ đội tha hồ lấy ăn. Những ngày hành quân vất vả thiếu đói đủ thứ nay được nghi ngơi, ăn uống khá nên trong anh nào cũng sáng sủa ra và lên cân. Chương 4, tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ. Sau khi đội ngũ cán bộ đi nghiên cứu chiến trường về, Trung đoàn 2, 7, 1 được giao nhiệm vụ tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ và nằm trong đội hình sư đoàn 30B. Sư đoàn có nhiệm vụ đánh mở màn chiến dịch, Trung đoàn quyết tâm ra quân đánh thắng trận đầu, nên mọi công tác chuẩn bị được làm hết sức chu đáo, nhất là công tác đảng, công tác chính trị. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên các đơn vị đều hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy, ban chỉ huy trung đoàn ra lời kêu gọi cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để trả thù cho tiểu đoàn 7 bị B-52 giết hại, và làm dạng danh trung đoàn bộ binh của quân khu 4, con em của quê hương Soviet anh hùng. Khi thế ra trận của trung đoàn vui như trải hội, cuối tháng 3 năm 1972, cả trung đoàn hành quân di chuyển đến vị trí tập kết, sẵn sàng chiếm lĩnh trận địa. Đến khu vực 6 cầu gần tà âm, đơn vị dừng lại để phổ biến nhiệm vụ. Cán bộ các cấp tiếp tục đi nghiên cứu trận địa. Trung đoàn giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau, tiểu đoàn 7 tổ chức phục kích trên tuyến đường 22 đoạn từ Thiện Ngôn đi cần đăng. Tiểu đoàn 8 có hai đại đội bộ binh và một số hỏa lực làm lực lượng dự bị cho sư đoàn đánh vào Thiện Ngôn. Đại đội 3 bộ binh cùng với một khẩu cối 82, một khẩu đại liên, hai khẩu B41 của đại đội 4 vận động phục kích trên đoạn đường đất đỏ từ thiện ngôn đi tà xia. Tiểu đoàn 9 vây ép tà xia và sẵn sàng đánh tiêu diệt căn cứ tà xia. Đoàn cán bộ đi địa hình bị một quả pháo bản vu vơ chúng đội hình làm một số hy sinh và bị thương. Trong đó có đồng chí Lê Ổn, trung đoàn trưởng bị mất một cánh tay. Trận đánh mở màn chiến dịch Nguyễn Huệ của sư đoàn là trận đánh vào thiện ngôn. Lực lượng sư đoàn tham gia vào trận này có một trung đoàn bộ binh, tăng cường đặc công, pháo binh, xe tăng, ngày N, ngày nổ súng là ngày 31 tháng 3 năm 1972. Chiều ngày 30 tháng 3 năm 1972, anh đoàn Hồng Vu, đại đội trưởng đại đội tôi đi địa hình về, quần áo đầy bùn đất. Vì thời gian quá gấp, tôi đề nghị anh cởi quần áo vứt lại đó, lấy quần áo tôi mà mặc, ta tranh thủ trao đổi trong ban chỉ huy một số vấn đề, để bộ đội hành quân cho kịp thời gian quy định của tiểu đoàn. Anh Vu lấy quần áo tôi mặc và chẳng kịp ăn uống gì. Chúng tôi bàn bạc và thống nhất phân công ban chỉ huy anh Vu và anh Huệ, chính trị viên phó đi với đội hình tiểu đoàn làm lực lượng dự bị cho sư đoàn. Tôi và anh hứa, đại đội phó đưa một khẩu cối 82, một khẩu đại liên, hai khẩu B41 đi tăng cường cùng đại đội 3 tổ chức trận địa phục kích trên đoạn đường đất đỏ từ thiện ngôn đi tà xia. Như vậy, đại đội tôi chia làm hai bộ phận chiến đấu trên hai hướng khác nhau. Anh em tranh thủ ăn cơm vội, rồi tháo bớt đồ đoàn mỗi người chỉ mang theo một cái tăng, một cái vóng, một nắm cơm và hai ngày gạo rang cùng với súng đạn. Anh em chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng. Bộ phận chúng tôi đi với đại đội 3, mang vác rất nặng, cối 82 mang 40 quả đạn, đại liên mang 700 viên, mỗi khẩu B4118 quả đạn, súng bộ binh một cơ số 300 viên. Anh, em chúng tôi cắt rừng 5 tiếng đồng hồ thì tới được vị trí quy định, lúc đó khoảng 2 giờ sáng trận địa chúng tôi bố trí cạnh một bãi cỏ tranh cao quá đầu gối dễ quan sát về phía trước hầm bộ đội đào sát bìa rừng chúng tôi nhanh chóng triển khai phương án chiến đấu cho bộ đội rồi động viên anh em đào hầm sâu cưa cây làm nắp cẩn thận những hầm ở gần đường thì ngụy trang thật kín đáo gần sáng bộ đội đã đào xong hầm hào tôi và anh hứa sang gặp ban chi huy đại đội ba bàn bạc thống nhất phương án tác chiến xác định khu vực quyết chiến điểm xác định phần tử cho cối 82 và cối 60 bắn và dự kiến các tình huống có thể xảy ra để chi viện cho nhau. Đi kiểm tra và thống nhất phương án, hiệp đồng giữa bộ binh và pháo binh xong, tôi hoàn toàn yên tâm. Nếu địch đi đúng dự kiến, chúng ta có thể diệt gọn một đại đội địch. Ngồi trong hầm tôi cứ bồn chồn, lo lắng vì cả ngày hành quân, đêm thức trắng, bộ đội mệt quá có thể ngủ quên. Đây là lần đầu tiên anh em ra trận chưa có kinh nghiệm, còn tôi thì đã có 5 năm ở chiến trường Tây Nguyên hồi ở trung đoàn 95, đơn vị chuyên môn đánh giao thông trên đường 19, nên tôi có kinh nghiệm và bản lĩnh đánh vận động chiến. Nhưng hồi đó mình là chiến sĩ, nay ở vị trí chỉ huy thì thực sự lo lắng, chỉ một sơ suất nhỏ là đơn vị bị thương vong và không hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, tôi liên tục bò xuống các hầm để động viên nhắc nhở bộ đội sẵn sàng chiến đấu. Đêm 31 tháng 3 dạng 1 tháng 4 năm 1972, trên toàn chiến trường miền Nam đồng loạt nổ súng, mở màn cho chiến dịch Nguyễn Huệ hướng chính của sư đoàn chúng tôi là đánh vào thiện ngôn, sa mát. Thiện ngôn một căn cứ quân sự lớn. Trước đây, do một tiểu đoàn Mỹ, án ngữ ngay trên đường 22, có hầm hào, vật cản kiên cố, có sân bay giã chiến, có 9 đến 10 lớp hàng rào kém gai. Địch ở đây, có một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 25 Sài Gòn, có xe tăng, pháo binh và trận địa pháo cần đăng chi viện. Ngày thứ nhất lực lượng của sư đoàn đánh vào đây không dứt điểm, trận đánh diễn ra hết sức ác liệt. Ngày thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 1972, sư đoàn tập trung lực lượng bộ binh, pháo binh, xe tăng và tung cả lực lượng dự bị vào kiên quyết tấn công giải phóng bằng được chi khu thiện ngôn. Với sức mạnh tổng hợp của ta, địch không thể chống cự nổi, đã kéo cả xe pháo tháo chạy theo đường 22 về Cần Đăng và roi vào trận địa phục kích của tiểu đoàn 7. Tiểu đoàn 7 đã vận động tấn công tiêu diệt hàng trăm tên địch, thu hơn 30 xe quân sự các loại. Ngày 1 tháng 4, Chúng tôi chờ đợi từ sáng đến trưa, địch vẫn không đi vào trận địa. Trời nắng như thiêu, bộ đội hết sức căng thẳng. Tôi ngồi trong hầm lấy sổ ra ghi nhật ký. Từ chiều 30 đến giờ tôi viết một lúc được 4, 5 trang. Cái gì cũng muốn ghi lại, kể cả trời đất, cảnh vật nhất là tinh thần hào hứng sôi nổi của bộ đội, trước lúc ra trận, rồi đến những giờ phút căng thẳng chờ địch. Tôi đang mải suy nghĩ, bồng nghe tiếng súng nổ dồn dập từ tổ khóa đầu bên kia đường. Tôi nghe gió tiếng nổ của súng B-40, B-41, súng AK, và sau đó là tiếng súng phản kích của địch, đạn bay vèo vèo qua đầu, đạn M-79 nổ to như đạn cối 60 vào gần hầm của tôi. Tôi nói với đại đội phó hứa, địch không đi đúng dự kiến của ta, anh em đại đội 3 chưa ai nổ súng. Tôi nhảy sang hầm đồng chí Thái đại đội trưởng đại đội 3 và nói, địch không đi đúng dự kiến của ta, nó không đi trên đường mòn mà lần theo bìa rừng bên kia đường, đi từ tà xia về thiện ngôn nên đã gặp phải tổ khóa đầu của ta bên kia đường. Địch tưởng quân ta chỉ một lực lượng nhỏ, nên dù bị bất ngờ chúng vẫn củng cố lại tinh thần cho phản công quyết liệt và hô sung phong. Tôi nói với đồng chí Thái, ta cho cối 82 và cối 60 bắn chi viện, nếu không anh em sẽ gặp khó khăn, vì phía. Bên kia đường ta chi có 6 đồng chí, anh hứa nhảy sang hầm cối 82 cho bắn cấp tập 5 quả, hai khẩu cối 60 mỗi khẩu bắn 5 quả. Đạn cối nổ đúng vào giữa đội hình địch, buộc chúng tháo chạy. Bất đắc dĩ ta đã cho xuất hiện cối 82, nên địch biết lực lượng của ta ở đây khá đông, chúng gọi pháo từ cần đang bắn vào trận địa như mưa. Hết đợt pháo, tôi bò qua đường đến mấy hầm anh em vừa nổ súng để nắm tình hình. Anh em nói, địch rất đông nó đi từ tà xia về bám theo bìa rừng. Đoạn này rừng bám sát mặt đường nên chúng đi thẳng, cắt ra đường. Không ngờ gặp phải ba cái hầm của chúng tôi, chúng tôi nổ súng diệt được mấy tên, địch phản kích để lấy xác, mấy cái xác gần quá, địch lấy không được còn nằm đó, anh em đã ra lấy súng và tư trang. Tôi động viên anh em quyết tâm giữ vững trận địa, đại đội sẽ chi viện đắc lực cho các đồng chí. Trinh sát L-19 lên quần lượn rồi gọi phản lực đến đánh bom. Vì chưa có kinh nghiệm, ban chỉ huy đại đội đặt trong đám rừng già nên trở thành mục tiêu đánh phá của máy bay. Nhiều quả bom rơi sát hầm chúng tôi, bom phát quang nổ trên mặt đất nên hầm chúng tôi không bị sập cái nào khu rừng rậm chi trong chốc lát đã bị pháo, bom cày nát, có một cây to đổ sập lấp cả trận địa cuối 82, suýt nữa thì cả cán bộ đại đội và khẩu cối 82 đi chầu Diêm Vương. Hầm của tôi và hầm cối 82 chi cách nhau khoảng 7 mét, một quả bom nổ ngay ở giữa. Tôi thì tưởng anh em cối đã hy sinh hết, còn anh em cối thì tưởng ban chi huy chẳng còn ai. Dứt tiếng bom, qua màn khói bụi thấy ai cũng còn sống cả. Sau đợt bom pháo, Tôi bảo anh em tranh thủ cưa cây đắp lên hầm để pháo bom đánh chúng hầm vẫn không sập. Tôi và đồng chí Thái, đại đội trường đại đội 3 đi kiểm tra toàn bộ trận địa về, hai anh em nhận định. Căn cứ thiện ngôn đang bị ta tấn công, căn cứ tà xia đang bị tiểu đoàn 9 vây ép. Do đó, con đường này là con đường duy nhất để địch liên lạc với nhau, chi viện cho nhau. Nếu căn cứ tà xia tháo chạy cũng phải kéo xe pháo đi trên con đường này. Vì vậy, địch nhất định sẽ tập trung lực lượng để nhổ cho bằng được. Nhất định chúng sẽ vòng ra phía sau hoặc chọc sườn, nếu ta không điều chỉnh lực lượng nhanh, địch sẽ đánh vào hai ban chỉ huy đại đội và khẩu cối 82, chúng ta không có cách nào chống đỡ. Chúng tôi nhanh chóng điều chỉnh bộ binh đại đội 3 về bên trái. Anh em tranh thủ đào hầm và sẵn sàng đánh địch phản kích. Tôi ngồi trong hầm quan sát gần khắp trận địa vì cây cối đã bị bom pháo phát quang gần hết. Trực thăng HU1A lên quần lượn bắn rocket, đại liên ném cối 81 xuống trận địa chúng tôi. Tôi nghĩ có thể địch sẽ đổ quân thêm, nhưng không phải nó chi hỗ trợ cho lực lượng tại đây, chúng vòng ra phía sau để đánh úp chúng tôi. Anh em chiến sĩ của đại đội 3 vừa được điều chỉnh đến, hầm mới đào được 40 đến 50 phân chưa có nắp đã phải nổ súng đánh địch. Bị đánh bất ngờ, địch tạt sang bên trái thì vấp phải ổ đại liên của ta. Anh em bắn như vãi đạn vào đội hình của địch, lúc này trời cũng sắp tối. Tôi trao đổi với đại đội trưởng đại đội 3, trời sắp tối rồi máy bay địch không còn lên đánh bom nữa đâu, ta tập trung nện cho nó một trận, buộc nó phải giãn ra để bộ đội có điều kiện củng cố công sự. Anh em cối nhìn rõ địch cỏ hàng trăm tên đang dạt ra ở bìa rừng, cách chúng tôi khoảng 200 mét. Tôi nói với anh hứa, khi cối 60 đại đội ba nổ, anh cho cối 82 bắn cấp tập 10 quả. Cả cối 82 và cối 60 cấp tập nện vào đội hình địch, tiếng kêu la tháo chạy bạt vía. Chúng lùi ra xa gọi pháo cần đăng bắn hàng trăm quả vào trận địa. Vì anh em đại đội ba mới cơ động đến, hầm đào còn nông lại không có nắp nên đã có bốn đồng chí hy sinh và mấy đồng chí bị thương. Đại đội tôi nhờ có hầm hào kiên cố, pháo bắn chúng hầm chi làm cho anh em bị sức ép chứ. Không có ai hy sinh, trời tối, chúng tôi nhanh chóng đi kiểm tra, sốc lại lực lượng và động viên anh em chuẩn bị cho trận chiến đấu ngày mai có thể ác liệt hơn. Cán bộ chiến sĩ ai cũng mệt lử vì thức trắng cả ngày lẫn đêm. Bộ đội chiến đấu phải chịu bao nhiêu trận bom pháo, chỉ có một nắm cơm to bàng quả cam, ăn từ sáng từ chưa đến lúc này, vừa đói vừa khát, đưa gạo gian ra ăn mà không sao nuốt nổi. Tôi cho anh em gom bi đông lại cho người quay về phía sau khoảng 20 phút có con suối để lấy nước uống. Hầm nào, hầm nấy tranh thủ củng cố lại rồi thay nhau người ngủ, người gác. Tôi tổng hợp tình hình của đơn vị báo cáo về tiểu đoàn và xin ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Hưu, tiểu đoàn trưởng thông báo kết quả chiến đấu của sư đoàn và trung đoàn trong ngày đầu gia quân và quyết tâm ngày mai phải nhổ bàn được căn cứ thiện ngôn tiểu đoàn 9 vẫn đang tiếp tục vây ép tà xia ngày mai địch có thể tập trung lực lượng đánh vào chốt chúng tôi. Chúng tôi phải cho củng cố hầm hào, điều chỉnh phương án thích hợp để đảm bảo chiến đấu thắng lợi. Tối nay, tiểu đoàn sẽ cho anh Vu, đại đội trưởng xuống cùng với chúng tôi. Đi cùng với anh Vu là anh em vận tải sẽ mang đạn cối 82, cối 60 xuống và khiêng cáng thương binh, từ sĩ về tuyến sau. Từ chỗ tập kết tới trận địa chúng tôi, nếu theo chúng tôi đi tối qua thì chỉ 5 giờ là tới. Tiểu đoàn thông báo, đoàn anh Vu đi lúc 5 giờ chiều nên chậm 10 giờ đêm là tới. Anh cho người bắt liên lạc với anh Vu kẻo bắn nhầm nhau. Tôi sốt ruột, cử mấy tổ ra đón vẫn không gặp anh Vu. Khoảng 11 giờ đêm tôi báo về tiểu đoàn vẫn chưa bắt liên lạc được với anh Vu. Tiểu đoàn điện cho tôi tiếp tục đón, có thể anh em đi lạc đường nên chậm. Khoảng hơn 12 giờ đêm, chúng tôi đã bắt liên lạc được với anh em vận tải đi cùng anh Vu mang đạn lên. Anh em vận tải cho biết, khoảng lúc 8 giờ tối khi chúng tôi vượt qua bầu một quán khá xa thì gặp một cái chẳng nhỏ phía bên kia là bia rừng. Đồng chí trinh sát đi trước thấy có mùi thuốc lá ruby. Anh em phán đoán địch đã phục kích hoặc quân thám báo đi cả ngày đến tối ngủ tại đó. Đồng chí trinh sát đề nghị cắt đường khác mà đi, nhưng đồng chí vu nói, đi vậy sợ lạc đường, rồi đồng chí nói, chưa chắc phải địch mà nếu có địch thì đánh địch mà đi. Đồng chí vu tiếp, các cậu ở lại đây tớ, tịnh mang khẩu B41 và Sơn liên lạc ta đi lên xem sao. Khi ba đồng chí đi đến bìa rừng thì nghe một tiếng mìn nổ to và sau đó không thấy ba đồng chí quay trở lại nữa. Vì trời tối anh em vận tải không dám bỏ lên, đợi mãi không được, anh em cắt đường tránh mãi mới tới đây. Qua trao đổi, tôi báo cáo về tiểu đoàn. Tiểu đoàn nhắc chúng tôi củng cố trận địa xây dựng quyết tâm cho bộ đội để ngày mai đánh cho tốt. Còn việc tìm kiếm ba đồng chí vu, tịnh, sơn, tiểu đoàn sẽ xử lý. Sáng ngày 2 tháng 4 tháng 1972, trời trong xanh mới sáng ra mà mặt trời đã như một đống lửa chút vào trận địa. Không gian yên tĩnh, chúng tôi lại căng thẳng chờ đợi. Càng về trưa trời càng nắng, tôi bò đi các hầm kiểm tra bộ đội. Có hầm cả hai chiến sĩ đều dựa súng vào thành hầm ngủ ngáy khò khò. Tôi nghĩ kiểu này thì chết nếu địch vào, nó sẽ ném lựu đạn vào hầm. Tôi nhắc nhở anh em tuy có mệt nhưng phải ngủ thay nhau chứ cả hai đều ngủ thì nguy hiểm lắm tôi cho liên lạc đi mời mấy đồng chí cán bộ trung đội, tiểu đội và đảng viên đến hầm tôi để hội ý, nhắc nhở. Vì anh em đã quá mệt do đó các đồng chí phải phân công nhau liên tục bỏ đi kiểm tra nhắc nhở bộ đội, chứ nhắc một lần không được đâu. Chỉ một sơ suất thiếu trách nhiệm của cán bộ đảng viên là chết cả nút. Khi đó, đơn vị sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, mong các đồng chí gương mẫu và cố gắng làm. Cả một ngày căng thẳng chờ đợi mãi 5 giờ chiều, tiểu đoàn mới thông báo, lúc 5 giờ sáng lực lượng của sư đoàn đã tấn công vào thiện môn. Lực lượng đại đội 1, đại đội 2, dự bị đã được sư đoàn tung vào trận. Trước sức mạnh của ta có hiệp đồng xe tăng, địch vừa trồng cử vừa tháo chạy về cần đăng. Chúng đã bị tiểu đoàn 7 tiêu diệt, địch ở tà xia bị tiểu đoàn 9 vây ép, đã cắt rừng tháo chạy về bến cầu. Trước khi rút khỏi tà xia, địch cho trực thăng lên cầu pháo 105 ly về đà bị cối 82 của tiểu đoàn 9 bắn rơi cả máy bay và pháo xuống đất. Vì nó biết rút theo đường đất đỏ về thiện ngôn thì sẽ gặp trận địa chốt của chúng tôi. Khi chiếc máy bay và khẩu pháo bị rơi ở tà xia, biết không thể lấy được nên pháo địch ở cần đăng bắn hàng trăm quả vào tà xia để hủy diệt. Tôi nhận được điện của tiểu đoàn, đại đội 3 và đại đội 4 không quay về hậu cứ nữa, mà tổ chức hành quân về đường một cam phu chia sẽ có lực lượng đón. Như vậy toàn bộ đồ đoàn, quần áo chăn màn song chảo đều vứt lại chỗ tập kết việc tìm kiếm đại đội trưởng vu và hai chiến sĩ mất tích tối qua tiểu đoàn cũng không thực hiện được mà giao lại cho bộ đội địa phương tìm kiếm giúp hơn một ngày hành quân chúng tôi mới về được đội hình của tiểu đoàn anh em chúng tôi gặp nhau mừng lắm nhưng ai cũng thương tiếc ba đồng chí chưa tìm được tôi thật sự hụt hẫng vì được biết anh vu đã hy sinh đồng chí huệ mới được bổ sung về đồng chí hứa mới lên chưa có kinh nghiệm Tiểu đoàn 8 vừa hành quân vừa nhận lệnh rồi tự cắt đường mà đi. Chúng tôi hành quân trên đất Campuchia, đường qua nhiều phum, sóc, địa hình trống trải nên bộ đội phải hành quân đêm. Ban ngày bộ đội nghi tạm trong nhà dân, ngôn ngữ bất đồng, quan hệ tiếp xúc rất khó khăn, nhất là khi mượn, xin các vật dụng trong gia đình bộ đội thường làm động tác giao tiếp như với người câm. Có lúc làm cho các cô gái Campuchia lúng túng ngày 15 tháng 4 năm 1972, chúng tôi hành quân tới vị trí tập kết. Các đơn vị mới được giao nhiệm vụ cụ thể. Bộ đội tranh thủ nghi ngơi, sinh hoạt rút kinh nghiệm trận chiến đấu vừa rồi. Còn cán bộ các cấp thì đi nghiên cứu trận địa. Đại đội tôi là đơn vị hỏa lực, trận đầu gia quân đã có 3 đồng chí hy sinh. Trong đó có đại đội trưởng, đồng chí hứa được đề bạt lên đại đội phó chưa đầy nửa tháng nay giao quyền đại đội trưởng. Nhiệm vụ của Trung đoàn 271 được giao là tập trung lực lượng tiêu diệt địch và giải phóng tuyến đường một đoạn từ Chi Phu đến Ba Vách dài khoảng hơn 30 km. Địch ở đây là lính lon lon, đóng thành ba cứ điểm. Đó là lò xúc, trung liên một trung liên 2 và căn cứ Ba Vách. Địch đóng sen kẽ trong phố xá có dân cư đông đúc, chỉ có trung liên 1 và 2 là địch đóng ngoài bãi chống ngay trên đường 1. Ba căn cứ này đều nằm trên tuyến đường 1, các điểm cách nhau khoảng 10 km. Vì căn cứ lò xúc tiếp giáp với vùng giải phóng của ta, nên địch bố trí lực lượng mạnh nhất, khoảng một tiểu đoàn, quân số khoảng 400 tên. Tiểu đoàn 7 được giao nhiệm vụ đánh chi khu ba vách. Tiểu đoàn 8 và đại đội đặc công được giao nhiệm vụ tiêu diệt căn cứ lò xúc. Tiểu đoàn 9 được giao nhiệm vụ tiêu diệt trung liên 1 và 2. Thời gian nổ súng cùng một ngày, căn cứ lò xúc quân địch có một tiểu đoàn được bố trí thành hai cụm đông đường và tây đường một, có hàng rào dây thép gai hầm hào kiên cố, có hệ thống hỏa lực chi viện cho nhau. Ý định tác chiến của tiểu đoàn và nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị như sau, đại đội đặc công mở hàng rào đánh chiếm khu phía tây đường, sau đó đại đội 2 được tăng cường hỏa lực của tiểu đoàn nhanh chóng bám theo đội hình tấn công của đặc công để tiêu diệt địch ở những hầm còn sót lại. Đại đội 1 làm lực lượng phục kích chốt chặn ngay trên tuyến đường 1, cách lò xúc khoảng 1.000m về hướng trung liên 1 và 2. Đại đội 3 và đại đội 4 tổ chức trận địa phục kích về phía đông cách lò xúc khoảng 1.500 m, cách đường 1 về phía tây khoảng 1.000 m, chặn đánh quân địch tháo chạy. Tiểu đoàn xác định, địch tháo chạy theo đường 1 nên đại đội 1 vẫn là lực lượng chủ yếu. Đêm 18 tháng 4 năm 1972, các đơn vị của Trung đoàn Hành quân chiếm lĩnh trận địa theo nhiệm vụ được giao. Đại đội 4 của tôi phải chia làm 3 bộ phận, một khẩu đại liên, hai khẩu B41 đi phối thuộc với đại đội 2, đồng chi Huệ Chi Huy. Một khẩu cối 82 nằm ở sở chỉ huy tiểu đoàn để bắn trực tiếp chi viện cho đại đội 2 đồng chí hứa chỉ huy. Lực lượng còn lại gồm một khẩu cối 82, hai khẩu B41 do tôi chỉ huy đi với đại đội 3. Theo phương án tác chiến đại đội đặc công và đại đội 2 đánh chiếm lò xúc phía tây đường 1, buộc địch tháo chạy về hướng trung liên 1 và 2. Chúng sẽ gặp đại đội 1 phục kích, tiêu diệt. Nếu nó tạt sang hướng đông thì bị đại đội 3 và đại đội 4 đánh chặn tiêu diệt. Khoảng 5 giờ sáng ngày 19 tháng 4 năm 1972, đại đội đặc công nổ súng, chi trong chớp nhoáng anh em đã tiêu diệt và làm chủ phần phía tây đường 1. Đại đội 2 nhanh chóng chiếm lĩnh. Đồng chí Tống Cao Miên, đại đội trưởng đặc công đứng trên hầm bàn giao trận địa cho đồng chí thông đại đội trưởng đại đội 2 bộ binh. Đồng chí Miên nói: "Khu vực này toàn bộ quân địch đã bị chúng tôi tiêu diệt." Vừa dứt lời, một loạt đạn từ phía bên kia đường bắn sang làm đồng chí Miên hy sinh tại chỗ. Do thời gian quá gấp, anh em đi điều nghiên xác định địch ở phía tây đường là chính. Đại đội đặc công mới tiêu diệt được nguy cái hầm, vài chục tên địch, còn đại bộ phận binh lực, hỏa lực của chúng vẫn nằm phía đông đường. Sau khi tạm thời im tiếng súng, địch lấy lại tinh thần bắt đầu phản kích. Đại đội đặc công rút ra, đại đội 2 và lực lượng phối thuộc lợi dụng địa hình địa vật, chiến hào, công sự của địch trụ lại chống địch phản kích. Anh em ta công sự chưa có địch lại dùng hỏa lực cối 81, cối 61 và M79, trung liên, đại liên bắn như vãi đạn vào trận địa ta. Đồng chí Đàm Kháng, chính trị viên phó tiểu đoàn và hai chiến sĩ thông tin đi với đại đội 2 chui vào một ống sát dẫn nước. Tưởng là an toàn, không ngờ, bị một quả cối 81 nổ ngay trên ống sắt làm ba đồng chí bị sức ép hy sinh. Đồng chí thông tin hai quát hy sinh, đại đội 2 đã nhanh chóng cho anh em chạy về tiểu đoàn báo cáo tình hình. Tiểu đoàn tăng cường một máy hai quát cho đại đội 2 để trực tiếp chỉ huy. Tiểu đoàn đã cho cối 82 bắn cấp tập vào đội hình địch để đại đội 2 có điều kiện củng cố hầm hào chống phản kích. Khoảng 8 giờ sáng, cả hai bên tạm yên tiến súng. Trận địa phục kích của chúng tôi vẫn bình an. Chúng tôi ém quân trong một phung cam phu chia, dân vừa sơ tán lúc chúng tôi tới. Trước mặt về hướng địch và hướng đông là một cánh đồng bằng phẳng, rộng mênh mông chạy dài tới lò xúc. Trận địa của chúng tôi cách lò xúc khoảng 2 km. Chúng tôi trèo lên cây me to cao nhìn rõ khu vực tác chiến của đại đội 2 ở lò xúc, nhất là khi pháo cối bắn vào đất cát, khói bụi tung lên mù mịt. Từ lò xúc có một con suối nhỏ chạy xuôi về hướng đông, cây cối hai bên bờ rậm rạp. Chúng tôi dự kiến nếu địch không rút theo đường một thì nhất định nó sẽ lần theo con suối này, và sẽ đi về phun chúng tôi đang phục kích. Từ đây nhìn thẳng về phía đông là đất Việt Nam, nhưng là một cánh đồng bằng phăng có lẽ phải đến cả chục cây số chỉ nhìn thấy phía bên kia lờ mờ không phân biệt được cây cối và xóm làng. Trận địa chúng tôi vẫn im lìm, dân đã sơ tán, bộ đội tự do đi lại, nấu nướng, ăn uống thoải mái. Tuy đại đội đã quán triệt và kiểm tra chu đáo về công tác dân vận, nhưng vẫn có cậu láo ca lấy trứng gà của dân dùng ấm nấu nước để luộc ăn và bị bắt quả tang. Ban Chi Huy, đại đội 3 và tôi thật cỏ duyên nợ, mới cùng nhau chiến đấu trong trận phục kích ở đoạn đường từ Thiện Ngôn đi Tà Xia, nay tôi lại cùng nhau tổ chức trận mai phục ở đây. Anh em chúng tôi qua lại trao đổi bàn bạc phương án tác chiến. Tôi nghĩ nếu địch đi đúng phương án dự kiến của ta thì chắc là chẳng có đứa nào chạy thoát. Khoảng 4 giờ chiều, tôi thấy pháo cối của địch gồm tất cả các loại dồn dập, xối xả bắn vào trận địa đại đội 2 kể cả súng bắn thẳng Đại Liên và az 15 Tiểu đoàn thông báo và nhận định địch có thể tập trung lực lượng để đánh bật trận địa chốt của đại đội 2. Tiểu đoàn đã cho bắn mấy chục quả đạn cối 82 vào chốt địch. Sau một đợt đấu súng, đấu pháo, tự nhiên cả hai bên ngừng bật. Đại đội 2 tranh thủ củng cố công sự. Tiểu đoàn, tổ chức tiếp đàn cho đại đội 2 và khiêng cán anh em bị hy sinh, bị thương ra. Khoảng hơn 5 giờ chiều, đồng chí cảnh giới của tôi ngồi trên cây me cao hốt hoảng nhảy xuống gọi to. Địch, địch, địch bỏ chạy đỏ cả đồng. Tôi vội nhìn ra phía đông, đúng địch chạy tán loạn đỏ cả đồng cách chúng tôi khoảng 1.000 mét. Địa hình đồng ruộng trống trải, bằng phẳng nhìn rất rõ, Tôi và anh Thái, đại đội trường đại đội 3 trao đổi thống nhất nhanh chóng cho bộ đội vận động. Đại đội 3 chặn đầu, đại đội 4 khóa đuôi kiên quyết không cho địch chạy thoát. Tôi gọi đồng chí cối 82 cự ly 1.000m, đồng chí cho bắn cấp tập ngay 5 quả rồi không cần đế, cần chân gì hết nhanh chóng vận động với bộ binh bán ứng dụng. Anh em pháo thù nhanh chóng thả đạn, đạn nổ ngay gần đội hình địch. Tôi hô, bắn tăng tầm lên chặn đầu nó lại không cho chúng chạy thoát. Thế rồi cả đại đội tôi và đại đội ba anh em đồng loạt hô sung phong. Anh em cối vừa chảy vừa dừng lại bản ứng dụng, vì cự ly quá gần, bắn liều không nên viên đạn bay lên rất chậm. Bộ đội chạy nhanh quá, đạn cối nổ sát trước mặt bộ binh. Địch đã mất tinh thần rút chạy, không ngờ bị chúng tôi phục kích đánh phủ đầu nên chúng không sao chống cự nổi. Tụi lính quang súng nằm sát bờ ruộng giơ tay đầu hàng. Chúng tôi nhanh chóng thu súng và giải tù binh về. Những tên bị thương không đi được, thì anh em chỉ băng bó rồi để lại đó vì chúng tôi không có sức mà khiêng tôi biết đến tối dân về thế nào tụi lính bị thương cũng sẽ được cứu để kèm cặp bộ đội campuchia trong trận chiến đấu này có một đại đội đi theo chúng tôi nhưng lúc này họ đang ở phía sau tiểu đoàn trong khi vận động tôi không kịp báo cáo về tiểu đoàn nhưng anh em thông tin họ rất sáng tạo và nhanh nhảy đã báo cáo tiểu đoàn đã cho đại đội ca vận động xuống để hỗ trợ chúng tôi giải quyết công tác tù binh và chiến lợi phẩm Đại đội tôi và đại đội 3 đã bắt sống 120 tên và thu hàng trăm khẩu súng, có hàng chục tên chết và bị thương chúng tôi chỉ thu súng rồi bỏ lại ở chiến trường. Cũng may, có đại đội bộ đội ca không thì chúng tôi không thể mang nổi số súng đạn thu được và giải 120 tên tù binh về phía sau. Tối hôm đó cả tiểu đoàn lui quân về tuyến sau để nhận nhiệm vụ mới. Vì vận động quá sức, hò hét nhiều nên tôi không nói được nữa. Ngồi hội ý, tôi chỉ nghe anh em báo cáo và ra hiệu chứ không thể nói được một lời nào và phải viết ra giấy cái cổ họng tôi vừa đau vừa rát tôi nghĩ có lẽ mình đã bể họng tiểu đoàn cho đồng chí bản quân y sĩ xuống kiểm tra cho thuốc và truyền dịch cả đêm sáng ra tôi thấy nhẹ hơn hai ba ngày sau tôi mới nói được bình thường qua hai trận chiến đấu đại đội tôi là đơn vị hỏa lực được đi tăng cường xuống các đại đội bộ binh cả hai trận chúng tôi đều nổ súng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng thật đáng tiếc Đại đội bộ của tôi bị tổn thất lớn quá. Trận đầu ngày 1 tháng 4 có đại đội trưởng Vu, tiểu đội trưởng B41 tịnh và liên lạc Sơn hy sinh. Trận 19 tháng 4 đánh lò xúc bộ phận đi tăng cường cho đại đội 2 có 3 đồng chí hy sinh. Trong đó có đồng chí tàu quản lý đại đội. Tàu làm quản lý mà cứ xin đi đánh nhau. Tôi nói, cậu làm quản lý hậu cần biết gì súng đạn mà đi đánh nhau. Trước lúc làm quản lý em là xà thủ đại liên. Tào nói vậy tôi mới cho đi cùng với khẩu đại liên và Tào đã hy sinh. Rồi cậu Phú làm văn thư, quân khí quê ở Diễn Châu cùng với anh em vận tải tiếp đạn ra cho đại đội 2 và khẩu đại liên cũng bị hy sinh. Gạch nối, hai trận đánh đại đội tôi hy sinh 6 người, trong đó có năm ở đại đội bộ. Những anh em này, từ bắc vào tới đây đều ăn chung với tôi một nồi, ngủ chung một chỗ và là những cộng sự đắc lực. Mới chiến đấu có nửa tháng mà các anh ấy đã ra đi để lại trong tôi một sự chống vắng. Thật thương tiếc anh đoàn Hồng Vu, đại đội trưởng sinh năm 1940, nhập ngũ năm 1962, người cao to, đẹp trai, da trắng. Anh đã có vợ và hai con gái, anh được đào tạo qua trường sĩ quan pháo binh, trường thành ở miền Bắc, chưa qua chiến đấu nhiều nên bước đầu thiếu kinh nghiệm. Anh rất nhiệt tình và có tinh thần chiến đấu dũng cảm. Khi hy sinh, anh còn mặc nguyên bộ quần áo của tôi. Điều này người Việt mình kiêng lắm, nhưng chúng tôi là lính nên cũng thấy bình thường. Trong chiến dịch giải phóng đường 1, trung đoàn 2, 7, 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiểu đoàn 9 đã tiêu diệt, bắt sổng toàn bộ quân địch ở Trung Liên 1 và 2. Tiểu đoàn 7 đã giải phóng ba vách, tiểu đoàn 8 giải phóng lò xúc, cả trung đoàn nhận lệnh hành quân về vây ép và cùng với lực lượng sư đoàn giải phóng thị xã xoài riêng thuộc tinh xoài riêng. Thị xã xoài riêng nằm ngay trên đường 1, xung quanh đã bị ta cô lập hoàn toàn mọi sinh hoạt của địch và nhân dân trong thị xã đều do máy bay vận tải C-130 thả dù. Địch hết sức hoang mang, dao động. Bộ đội ta đã ém quân xong. Do bất đồng giữa ta và bạn, bạn sợ ta giải phóng lấy hết chiến lợi phẩm, nên họ ngăn cản. Họ nói họ có 6 tiểu đoàn bộ binh cộng với hỏa lực có khả năng giải phóng thị xã. Khi ta rút ra, bạn nổ súng chiến đấu bị thất bại và thị xã xoài riêng mãi tới tháng 4 năm 1975 mới được giải phóng. Trên đường đi đánh xoài riêng, tôi được trung đoàn điều động về làm chính trị viên đại đội 1, tiểu đoàn 8 đại đội chủ công của tiểu đoàn. Tôi đi dọc hàng quân, bắt tay tạm biệt anh em để về đại đội 1. Cả đại đội ai cũng lưu luyến và nuối tiếc vì qua hai trận chiến đấu tôi cũng đã thể hiện là một người có bản lĩnh, có kinh nghiệm trong chỉ huy chiến đấu. Cách đây 6 tháng tôi từ đại đội 1 ra đi làm chính trị viên đại đội 4 nay về lại làm chính trị viên. Đại đội 1 được thông báo tôi về, ai cũng vui mừng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại